Vâng, kính chào quý vị và các bạn đang trở lại với bản tin của Tiểu Bóng Đá. Khi thú vị đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan để lập ra một siêu kỷ lục nữa, báo chí và các cổ động viên của khắp Đông Nam Á đã bình luận đưa tin chấn động về đội tuyển nữ U18 Việt Nam. Những thông tin rất thú vị trong ngày hôm nay. Và cuối cùng đó là một cầu thủ Việt Kiều có nói về Quang Hải và nói rằng là Quang Hải trong 3-4 năm vừa qua không học được bất cứ điều gì tại V-League cả. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tiểu Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Và hy vọng rằng cũng giống như mọi lần thì trước khi đi đến bản tin chính ngày hôm nay, quý vị bạn hãy nhấn like để ủng hộ cho Tiểu Bóng Đá, hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông bên cạnh và chọn tất cả để nhận được những thông báo mới nhất từ Tiểu Bóng Đá mỗi ngày nhé. Vâng, thực sự là trong năm vừa qua thì chúng ta và Thái Lan thực sự đã có một cái gì đó rất duyên nợ với nhau. Ở tất cả các cấp độ đội tuyển thì gần như là bóng đá Việt Nam của chúng ta cũng đối đầu với bóng đá của Thái Lan. Từ cấp độ đội tuyển quốc gia, cấp độ đội tuyển U23, cấp độ đội tuyển U19 và sắp tới còn rất nhiều cấp độ khác nữa. Rồi đội tuyển nữ quốc gia và giờ đây đội tuyển U18 nữ cũng tiếp tục vượt qua cùng bảng với đội tuyển nữ Thái Lan. Và hầu hết tất cả những cái kết quả của các trận đấu đó đều nghiêng về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chỉ trừ có đúng một trận thua với tỷ số 0-2 tại AFC 2020. Với những điều mà chúng ta hiện nay đã nói rất nhiều về công tác trọng tài trận đấu đó rồi. Còn hầu như tất cả các trận đấu còn lại thì người Thái Lan đều phải chịu những kết quả không tốt trước bóng đá Việt Nam mà thôi. Từ cấp độ U23, U19 rồi đội tuyển nữ rất nhiều trận. Và mới đây thì trong trận đấu vào buổi chiều ngày 30 tháng 7, đội tuyển U18 nữ Việt Nam đã có một chiến thắng trước đội tuyển U18 nữ Thái Lan để giành ngôi đầu bảng. Qua đó lập một cái kỷ lục thực sự rất ấn tượng, đó là ghi tới tận 19 bàn và chỉ để có thủng lưới đúng một lần mà thôi. Và buổi chiều ngày hôm nay ngày 30 tháng 7 thì Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 để chúng ta giành được ngôi nhất bảng A giải U18 nữ Đông Nam Á 2022. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan có ý nghĩa quyết định cho ngôi đầu bảng A. Hai đội thì trước đó đã toàn thắng cả 3 trận và chắc chắn đã đi tiếp vào vòng bán kết rồi. Trong khi đó thì Indonesia cũng tiếp tục sớm bị loại sau khi thua Việt Nam với tỷ số 1-2 và Thái Lan với tỷ số 0-3. Đây là một kịch bản nó cũng không phải là quá giống nhưng nó tương tự với những gì mà U19 của Indonesia đã phải trải qua. Nghĩa là họ không có những kết quả tốt trước những Việt Nam và Thái Lan và cũng đã không có mặt trong trận bán kết, khiến cho họ đã rất cay cú trong thời gian vừa qua. Và giờ đây tiếp tục là đến bóng đá của nữ U18 Indonesia tiếp tục phải trải qua một cái cảnh tượng như thế này. Và để nói về trận đấu vừa qua thì cả hai đội đã chơi thực sự khá cân bằng và đã tạo ra khá nhiều những cơ hội để có thể ghi bàn. Tuy nhiên thì đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều không tận dụng được và hài lòng với tỷ số 0 đều sau khi mà trận hiệp 1 của trận đấu kết thúc. Ở hiệp 2 thì đội tuyển U18 nữ Việt Nam chúng ta đã nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 48. Người ghi bàn do cho đội tuyển nữ Việt Nam đó là Nguyễn Thị Như Quỳnh sau một tình huống kết thúc rất chuẩn xác. Và bàn thắng này cũng là kết quả cuối cùng trong cái cuộc đua so tài giữa hai đội bóng đá Việt Nam và nữ Thái Lan. Chúng ta đã giành ngôi nhất bảng A giải U18 nữ Đông Nam Á 2022. Sau 4 chậu ở vòng bảng thì Việt Nam chúng ta thắng Singapore 9-0, thắng Indonesia với tỷ số 2-1, thắng Campuchia 7-0 và thắng Thái Lan với tỷ số 1-0. Đội tuyển U18 nữ Việt Nam giành được 12 điểm tuyệt đối, ghi 19 bàn thắng và chỉ được thủng lưới đúng một lần thôi. Đây là một kết quả vô cùng ấn tượng dành cho những cô gái vàng nữ Việt Nam chúng ta ở giải đấu năm nay. Và ở bán kết giải U18 nữ Đông Nam Á thì U18 nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Myanmar. Còn Thái Lan sẽ đối đầu với một ứng cử viên rất nặng ký cho ngôi vô địch, đó là tuyển nữ Úc. Khi mà vừa qua thì đội tuyển nữ Úc đã thể hiện một cái màn trình diễn rất thuyết phục vừa qua, thậm chí còn hủy diệt cả tuyển nữ Philippines. Thì lý do cũng đơn giản thôi, bởi ở cấp độ trẻ thì Philippines chưa có nhiều cầu thủ nhập tịch, cho nên là họ cũng chỉ là giống như các lứa trước đây thôi, không có gì quá khác biệt cả. Chỉ có điều là đội tuyển quốc gia của họ năm nay có sự khác biệt rất lớn khi mà 100% những cầu thủ thi đấu trong màu áo của đội tuyển nữ Philippines thì toàn những cầu thủ Phi Kiều thôi. Và có một điều rất đặc biệt, đó là sau khi mà trận đấu này kết thúc thì rất nhiều các cổ động viên đến từ những Indonesia, đến từ những Campuchia và đặc biệt là đến từ Thái Lan đều công nhận sức mạnh của đội tuyển nữ U18 Việt Nam và cho rằng là bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng là một chi cả, là số 1 tại Đông Nam Á hiện nay. Và rõ ràng đây là những nhận định mà rất công tâm đến từ các cổ động viên của khắp Đông Nam Á thôi. Không nói về bóng đá nam, thế nhưng riêng về bóng đá nữ thì rõ ràng tại Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam, bóng đá nữ Việt Nam chúng ta vẫn là một cái gì đó rất tuyệt vời. Chúng ta đã giành được rất nhiều những cái tình cảm tốt đẹp đến từ các cổ động viên của khắp Đông Nam Á chứ không chỉ là đến từ Việt Nam đâu. Và đây là thành quả xứng đáng dành cho những nỗ lực của những cô gái vàng Việt Nam.
với những giải đấu vừa qua, với những màn trình diễn thuyết phục, và đây là thành quả xứng đáng dành cho họ. Với những cố gắng và sự nỗ lực của mình, rất nhiều những lời chúc mừng, sự cảm ơn và sự khâm phục đến từ các cổ động viên của các nước bạn. Đó là một điều tuyệt vời nhất dành cho bất cứ một vận động viên nào, phải không ạ? Đây thực sự là một năm quá tuyệt vời. Bóng đá Việt Nam, bóng đá trẻ của chúng ta hầu như đều giành những kết quả cực tốt trước Thái Lan, chưa thua bất cứ một trận đấu nào ở cấp độ đội tuyển trẻ ở trong năm 2022 cả. Từ đội tuyển nữ, rồi đội tuyển nam U19, U23, U18, những kết quả rất tích cực. Và điều đó cho thấy rằng rõ ràng hiện nay thì với bóng đá trẻ Việt Nam chúng ta đang có những sự phát triển rất vượt bậc, rất tiến bộ. Và đây sẽ là một tiền đề tốt để cho bóng đá Việt Nam chúng ta hướng đến những cái thành công hơn nữa, và hy vọng rằng tiếp tục giữ được cái vị thế số 1 tại Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á hiện nay. Những kết quả thực sự tuyệt vời. Một năm 2020 không thể vui hơn. Khởi đầu năm mới với một chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Rồi sau đó là liên tiếp những thành công cho bóng đá Việt Nam. Một năm thực sự là rực rỡ, đúng không ạ? Quý vị và bạn nhận xét như thế nào về màn trình diễn của đội tuyển U18 nữ Việt Nam và những gì mà chúng ta đã có được với bóng đá của Việt Nam chúng ta trong năm nay? Thì hãy để lại một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tuyển bóng đá nhé. Còn thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới một chút tới quý vị và bạn, thông tin đến Quang Hải. Thì mới đây một cầu thủ đó là Van Bakken có nói rằng là Quang Hải trong 3 đến 4 năm vừa qua thì không học được bất cứ điều gì tại V-League cả. Và lý do anh tiếc nuối khi mà Quang Hải đã không xuất ngoại quá sớm, bởi tài năng của Quang Hải thực sự là quá tuyệt vời. Vào 0 giờ ngày hôm nay, ngày 31 tháng 7 theo giờ của Việt Nam, thì câu lạc bộ Po FC sẽ làm khách trước câu lạc bộ Gwingram ở vòng 1 của League 2 mùa giải 2022-2023. Quang Hải sẽ có cơ hội ra sân khi mà anh là một trong số 19 cầu thủ được huấn luyện viên Tholo điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu trong trận đấu vào đêm nay. Và trước trận đấu này thì có một trò chuyện với một cầu thủ, đó là Nguyễn Van Bakken, người cũng từng đã đối đầu với Quang Hải tại V-League, xoay quanh cái câu chuyện xuất ngoại lần này. Và khi được hỏi rằng là Quang Hải có bước đi táo bạo khi mà sang Pháp, thì anh nghĩ gì về quyết định này của siêu sao Việt Nam, thì cầu thủ này có nói rằng: "Tôi nghĩ rằng đây là một bước đi rất thú vị đối với Quang Hải. Vâng, sẽ rất là thú vị khi mà cậu ấy được ra sân vào cuối tuần này. Cả nước đang theo dõi cậu ấy. Đây không phải là một giải đấu dễ dàng. Nó là rất khó khăn. Giải hạng 2 của Pháp đòi hỏi rất nhiều về mặt thể lực và sức mạnh. Nhiều người đánh giá thấp nó vì điều này. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là một môi trường rất tốt để cho cậu ấy có thể hiện được bản thân. Và hy vọng rằng đây có thể sẽ là một đòn bẩy đưa Quang Hải đến một giải đấu có một trình độ cao hơn. Tôi hy vọng rằng trong tương lai nếu cầu thủ Việt Nam có thể ra nước ngoài sớm hơn. Bởi bây giờ Quang Hải cũng đã 25 tuổi rồi. Và tôi mong rằng những thế hệ mới của bóng đá Việt Nam có thể sẽ làm điều đó." Và khi được hỏi rằng là anh từng đối đầu với Quang Hải ở V-League, vậy đâu là điểm mà Quang Hải cần cải thiện và điểm mạnh của cậu ấy có thể phát huy tại League 2 là gì? Thì cầu thủ này nói rằng: "Tôi nghĩ rằng là mọi người đều biết Quang Hải giỏi như thế nào rồi. Giàu kỹ thuật, chân trái điêu luyện và quan sát rất giỏi. Trong 3-4 năm vừa qua thì cậu ấy không học hỏi được gì thêm tại V-League cả. Cậu ấy nên ra nước ngoài sớm hơn. Và giờ đây thì cậu ấy sẽ được học hỏi nhiều hơn về mặt chiến thuật ở Pháp. Ở Việt Nam thì cậu ấy nằm trong vùng an toàn. Còn ở Pháp thì cậu ấy sẽ tiếp tục phải tiếp xúc với những khó khăn, với những văn hóa, ẩm thực, thời tiết và ngôn ngữ là rất khác biệt. Cậu ấy sẽ học được rất nhiều. Thật tốt khi mà Quang Hải đã có một bước đi rất dũng cảm. Cậu ấy sẽ được học hỏi và có thể toàn hiện hơn nữa, cả trong sân cũng như ngoài đời." Bác Kinh hỏi rằng là tại League 2 nổi tiếng với việc đòi hỏi những cầu thủ phải có thể chất rồi tốc độ, Quang Hải liệu rằng có phát huy được cái sở trường của mình hay không? Thì cầu thủ này có nói rằng: "Cậu ấy cần cải thiện về mặt thể lực. Bóng đá Pháp đòi hỏi cao về mặt thể chất. Thậm chí là League 2 còn khắc nghiệt hơn cả League 1 ở khoản này. League 1 đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn, còn League 2 đòi hỏi nhiều về thể lực hơn. Các cầu thủ phải chiến đấu, tốn nhiều thể lực hơn và trận đấu sẽ dễ bị vẻ vụn. Quang Hải cần phải tập luyện chăm chỉ, phải rèn luyện khả năng luân chuyển bóng, suy nghĩ thật nhanh để có thể đưa ra những quyết định sớm. Và tôi nghĩ rằng với tài năng của cậu ấy thì cậu ấy hoàn toàn đủ sức để làm điều này." Và được hỏi rằng Quang Hải đang được nhiều tờ báo Pháp gọi là Messi Việt Nam, điều này có tạo ra áp lực, anh có nghĩ rằng danh tiếng sẽ ảnh hưởng đến việc chơi bóng của Quang Hải hay không? Thì cầu thủ này có nói rằng: "Ở Việt Nam và cả Đông Nam Á thì Quang Hải là một siêu sao, nhưng ở Pháp thì không ai biết đến cậu ấy cả. Đương nhiên câu lạc bộ FC biết Quang Hải nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ tại Việt Nam. Tuy nhiên trên sân thì không ai quan tâm đến điều này. Họ cũng đánh giá rằng Quang Hải cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vì vậy cậu ấy cần đến và cần tiến bộ, điều đó thì cũng tốt cho cậu ấy." Và hỏi rằng trước khi Quang Hải, những công phượng Văn Hậu cũng từng thi đấu tại châu Âu, thì theo anh khả năng thành công của Quang Hải so với hai người đồng đội tại Việt Nam là như thế nào?
Thật khó để nói về vấn đề này. Quang Hải thì mới chỉ đến Pháp có một tháng thôi, mọi chuyện thì vẫn đang rất tươi sáng. Tôi nghĩ rằng là Quang Hải có tư duy tốt, muốn tiến bộ, học hỏi và có thể thích nghi nhanh. Tôi nghĩ rằng cuối tuần này sẽ là trận đấu đầu tiên của Quang Hải. Tôi biết rằng là cả Việt Nam sẽ ủng hộ cổ vũ cho Quang Hải và mong cậu ấy thành công. Tôi mong đây không phải là nấc thang cuối cùng mà cậu ấy còn thể có thể là bước lên những tầm cao mới hơn nữa, ít nhất là đáp ứng được các kỳ vọng của người hâm mộ. Và đó, những phát biểu cũng chính xác thôi, bởi hiện nay cũng chỉ mới một tháng, chẳng ai có thể khẳng định được rằng là Quang Hải sẽ thành công hơn những Công Phượng hay là Văn Hậu. Thế nhưng rõ ràng đã có những bước khởi đầu rất tốt dành cho Quang Hải rồi. Những trận đấu ra hữu cũng đầu tiên Quang Hải được ra sân, Quang Hải có những bàn thắng và Quang Hải đã tạo ra những kiến tạo dành cho cầu thủ đội, thì đó là những khởi đầu rất tốt dành cho một cầu thủ mới giống như Quang Hải. Và xin chúc cho Quang Hải trong trận đấu tối ngày hôm nay, nếu cậu ấy có thể được ra sân thì sẽ tiếp tục bùng nổ tỏa sáng và sẽ mang đến một niềm vui dành cho cá nhân của cậu ấy cũng như là dành cho các cổ động viên Việt Nam của chúng ta. Tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tiểu Bóng Đá.